quý vị. Hôm nay tôi rất dắt các quý vị đi xuyên qua đại lộ Nguyễn Văn Cử rồi tới đại lộ 91B của thành phố Cần Thơ. Bây giờ là 9:30 sáng. Trước mặt tôi là Lotte Mart Cần Thơ. Rồi lên đường. Rẽ phải là đường đại lộ Nguyễn Văn Cử. Dược Cần Thơ. Bên phải là tòa nhà của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là khu vực của trường đại học Y Dược Cần Thơ. Check bên phải. Cách 20 thước nữa là bệnh viện của trường đại học Y Dược Cần Thơ. Rồi bên phải tôi là trường đại học Y Dược Cần Thơ, cổng chính của trường đại học Y Dược Cần Thơ.
Đây là giao lộ của đại lộ 91B. Đây là đại lộ 91B, thành phố Cần Thơ. Bên trái tôi là bến xe của thành phố Cần Thơ. Còn đây là siêu thị Metro, bây giờ đổi tên là Mega Market. Có lẽ xin tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn. Thank you very much.